cho các bạn nhé. Thì đây là cái mô hình truyền thông giữa Mitsubishi FX3U có cái module là FX3U 485 ADP MP với lại biến tần Mitsubishi dòng D700. Đây là chúng ta truyền thông dạng Modbus RTU các bạn nhé. Chúng ta sử dụng một cái màn hình HMI Profile. Ở đây các bạn có thể đặt tần số chạy thuận, chạy ngược và dừng. Và chúng ta cũng sẽ quan sát được cả là cái tốc độ đang chạy, cái tần số đang chạy và điện áp cũng như là dòng điện. Ví dụ như mình đặt ở đây là 10 Hz chẳng hạn. Enter và chúng ta chạy này. Thì các bạn nhìn thấy nó sẽ phản hồi về đây là tần số đang chạy, điện áp và dòng điện. Chúng ta kiểm chứng ở trên trên cái biến tần nhé. Đây, biến tần đang chạy với tốc độ là 10 Hz. Đây, động cơ chạy rất chậm. Và chúng ta có thể xem dòng điện cũng như là điện áp ở đây. Các bạn ấn set. Dòng là 0,6869A thì đấy. Điện áp là 79V. Được chưa? Ở trên HMI nó cũng sẽ phản hồi về những cái thông số như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta có thể tăng cái tần số này lên. Được chưa? Thì các bạn thấy là cái tần số khi mà tăng lên thì đồng nghĩa với điện áp nó tăng lên. Nhưng dòng thì nó không đổi bởi vì là ở đây chúng ta chạy là dòng không tải. Các bạn có thể đảo chiều động cơ. Giảm tốc độ. Ok chưa? Đây là mình làm theo cái chuẩn truyền thông là Modbus RTU các bạn nhé. Thì với cái Modbus RTU này thì các bạn có thể truyền thông được với tất cả những cái dòng biến tần hay là những thiết bị khác mà có cái chuẩn RTU.